Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, kết thúc ngày xét xử cuối cùng của phiên tòa sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử đã tuyên bản án cuối cùng dành cho 86 bị cáo. Bên cạnh bị cáo Trương Mỹ Lan, lãnh mức án cao nhất là tử hình, một trong những người nhận hình phạt cao thứ hai là bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước. Bà Nhàn bị tuyên án trung thân về tội nhận hối lộ cựu cục trưởng ngân hàng nhà nước Đỗ Thị Nhàn lãnh án trung thân. Chiều ngày 11 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra, án tù trung thân về tội nhận hối lộ, buộc bị cáo Đỗ Thị Nhàn phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng. Đối với số tiền 5,2 triệu USD mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ, Hội đồng xét xử xét thấy đây là tiền bị cáo Trương Mỹ Lan rút ra khỏi SCB là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã lợi dụng chức vụ là trưởng đoàn thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn hai lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan để trao đổi kết quả thanh tra bị cáo Nhàn đã tổng cộng 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn với số tiền 5,2 triệu USD. Lời khai của các cá nhân liên quan, tài liệu, chứng cứ đều phù hợp về thời gian, số lượng và địa điểm giao nhận tiền. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là người chủ trì dự thảo kết luận thanh tra theo hướng không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý hành vi không đưa ra các kiến nghị đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt và chuyển cơ quan điều tra xử lý là phương thức để bị cáo nhàn nhận số tiền 5,2 triệu USD từ Trương Mỹ Lan. Bản thân bị cáo là trưởng đoàn thanh tra, lẽ ra khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý và báo cáo người ra quyết định thanh tra để xử lý theo quy định, nhưng bị cáo lại đề xuất ưu tiên xử lý theo giải pháp kinh tế hành vi nhận tiền của bị cáo nhàn có mối quan hệ nhân quả với những báo cáo không trung thực, bao che sai phạm của bị cáo này. 5,2 triệu USD, tương đương 118 tỷ đồng, là một con số lớn không tưởng, đưa cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn trở thành cán bộ nhận hối lộ số tiền lớn nhất từ trước đến nay. Trong phiên tòa chiều mùng 2 tháng 4 trước đó, bà Nhàn từng có lời tự bào chữa về việc nhận 3 thùng xốp đựng tiền của cựu Tổng Giám đốc SCB rằng khi mối quan hệ tốt lên, việc văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời. Thân với cựu lãnh đạo SCB từ 2009, bà Đỗ Thị Nhàn nói, việc tặng quà là lẽ bình thường của cuộc đời. Từ bào chữa bổ sung tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, bị cáo quen với Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB từ năm 2009. Thời điểm đó, Văn đang làm trong tập đoàn lớn tại Việt Nam và hỗ trợ cho cán bộ, cơ quan bị cáo. Văn cũng thường hay tặng quà cho bị cáo và bị cáo cũng có tặng lại cho Văn. Bị cáo nhàn nói, khi mối quan hệ tốt lên, việc Văn hay tặng quà cho bị cáo là lễ thường tình của cuộc đời. Chẳng hạn như việc Văn tặng bị cáo hổ lô thì bị cáo tặng lại Văn Phật thủ. Trong vụ việc này, bị cáo nhàn cho rằng do tin tưởng Văn, nên mới cho văn mã số khóa nhà, không biết trước việc văn mang tiền đến. Và nhiều lần bị cáo gọi cho văn để yêu cầu mang tiền về thì văn đều tìm cách từ chối và không qua lấy. Từ đó bị cáo mong hội đồng xét xử, viện kiểm sát xem xét điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là người chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra. Quá trình thanh tra, bị cáo Nhàn đã nhận tiền từ ngân hàng SCB thông qua võ tấn Hoàng Văn với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để bưng biết sai phạm của SCB. Hành vi của Đỗ Thịnh Nhàn bị khép vào tội nhận hối lộ và bị viện kiểm sát đề nghị phạt tù trung thân. Bao chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, luật sư cho rằng mức hình phạt từ 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản mà viện kiểm sát đề nghị với bị cáo là nghiêm khắc mong hội đồng xét xử xem xét lại vai trò, tính chất hành vi của bị cáo trong vụ việc này. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận nguyện vọng của bị cáo Trương Mỹ Lan chuyển 1.350 tỷ đồng cho Vân để khắc phục thiệt hại. Vừa qua, chồng của bị cáo Huệ Vân cũng đã nộp khắc phục thêm 2 tỷ đồng. Tự bào chữa, bị cáo Huệ Vân xin hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội của mình, sau khi vụ án xảy ra, bị cáo nhận biết được hành vi của mình gây ra, mong tòa xem xét mức án nhẹ hơn khi lượng hình. Trong vụ án này, bị cáo Vân bị cáo buộc giúp sức đồng phạm với bị cáo Trương Mỹ Lan, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại số nợ lại phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Trong phần bào chữa bổ sung, luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Tấn trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt, cho biết bị cáo cùng gia đình đã và đang tích cực khắc phục hậu quả của vụ án. Tính toán sơ bộ, bị cáo trước và gia đình đã khắc phục khoảng gần 2.300 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ thiệt hại, còn dư khoảng 500 tỷ đồng. Với bốn bất động sản của bị cáo có giá trị cao đang bị kê biên, luật sư mong hội đồng xét xử xem xét đình chỉ kê biên với số bất động sản này vì bị cáo đã khắc phục được thiệt hại. Ngoài ra, luật sư cũng mong hội đồng xét xử ghi nhận việc bị cáo tự nguyện hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận trước đó. Từ đây, luật sư bào chữa đề nghị hội đồng xét xử xem xét để có mức án thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát. Tự bào chữa bổ sung, bị cáo cho biết mình chỉ là đối tác bình thường của bị cáo Lan và chỉ mong muốn làm tốt các dự án đang bị nợ xấu để giúp tái cơ cấu ngân hàng SCB. Trong suốt quá trình điều tra, bị cáo luôn muốn khắc phục hậu quả và mong hội đồng xét xử, viện kiểm sát xem xét vì bị cáo hoàn toàn tin tưởng, chủ quan và không cố ý giúp sức bị cáo Lan trong việc mua dự án để rút tiền của SCB. Theo cáo buộc, Dương Tấn Trước đã thỏa thuận thống nhất với bị cáo Lan sử dụng các pháp nhân nhóm công ty Tường Việt tạo lập hồ sơ vay vốn khống rút tiền của ngân hàng SCB. Dương Tấn Trước đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại 605 tỷ đồng. Bị cáo trước bị viện kiểm sát đề nghị 15 đến 16 năm tù về tội tham ô tài sản. Quý vị thân mến, trong ngày thứ 5 của phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 11 tháng 3, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước đã có lời khai trước hội đồng xét xử. Đáng chú ý, bị cáo này cho biết, đứng trước sự lựa chọn an toàn cho bản thân và gia đình với việc tạm thời vi phạm pháp luật thì bị cáo chấp nhận nhận tiền để an toàn cho gia đình. Vậy, bà Nhàn nhận hối lộ thực chất là vì lòng tham hay vì an toàn cho bản thân, gia đình? Trong phiên xét hỏi chiều 11 tháng 3, Đỗ Thị Nhàn còn cho biết nhận 5,2 triệu USD về để ở góc nhà. Khi làm việc với điều tra viên, bị cáo đã viết đơn khai nhận toàn bộ và nộp lại tiền. Không thể không làm rõ lời khai nhận tiền là để giữ an toàn cho bản thân và gia đình của Đỗ Thị Nhàn. Theo lời khai này, có nghĩa là ai đó đã đe dọa đến tính mạng của cá nhân Đỗ Thị Nhàn và gia đình của bị cáo. Vậy thì ai đã đe dọa? Đe dọa như thế nào trong trường hợp nào? Đỗ Thị Nhàn còn sử dụng một cụm từ có lẽ lần đầu tiên được nêu ra trước một phiên tòa, đó là tạm thời vi phạm pháp luật. Câu nói này cho thấy Đỗ Thị Nhàn ý thức rất rõ hành vi nhận tiền là vi phạm pháp luật, nhưng mà lý luận rằng chỉ tạm thời vi phạm, sau đó trả lại tiền. Chỉ có trẻ con mới tin lời của Đỗ Thị Nhàn. Ở đây phải khẳng định là hành vi nhận hối lộ là vì lòng tham, làm mơ mắt vì tiền. Đúng như cáo buộc, nhận 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để che giấu sai phạm tại SCB. Và việc nộp lại tiền là vì nuốt không trôi khi mọi hành vi mờ ám, xấu xa đã bị phơi bày ra ánh sáng. Với một cán bộ cấp cục trưởng, cho dù có ai đó đe dọa đến sự an toàn của cá nhân, gia đình thì đủ nhận thức là phải tố cáo với cơ quan tổ chức công an và đem 5,2 triệu USD đến nộp cho cơ quan chức năng vạch rõ mọi sai phạm của SCB. Nếu là một người chính trực, khi phát hiện sai phạm của SCB sẽ ra tay ngăn chặn. Đằng này nhận tiền để che giấu sai phạm, để cho con voi chui lọt lỗ kim, lại còn thanh minh là tạm thời vi phạm pháp luật. Từ các vụ án vừa qua, chuyến bay giải cứu Việt Á, Vạn Thịnh Phát cho thấy chỉ vì lòng tham thứ đã làm cho nhiều cán bộ thân bại danh liệt. Đừng đổ cho các chủ doanh nghiệp đã dùng tiền mua chuộc, mà phải thấy rằng đạo đức của một bộ phận cán bộ quá thấp kém. Dư luận rất quan tâm đến Đỗ Thị Nhàn, người bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD. Liệu bàn án có tương xứng với một cán bộ nhận hối lộ số tiền lớn nhất từ trước đến nay? Trong chiều ngày 11 tháng 3, khi tiến hành xét hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cục 2 thuộc ngân hàng nhà nước, bị cáo Nhàn đã lên tiếng cho rằng tại sao chỉ bản thân bị truy tố tội nhận hối lộ trong khi nhiều người khác trong đoàn thanh tra cũng nhận quà từ bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, cựu cục trưởng liên tục giải thích mình đã có ý muốn trả lại nhưng bất thành. Đỗ Thị Nhàn nói nhiều người nhận tiền nhưng chỉ mình bị truy tố tội nhận hối lộ trước hội đồng xét xử bị cáo nhàn khai không biết trương mỹ lan chỉ thông qua võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb và lúc làm việc với scb mới biết vai trò của trương mỹ lan rất lớn tại scb ngoài ra khi ban hành kết luận thanh tra bị cáo nhàn khai rằng có gặp trương mỹ lan để bàn bạc hai lần và không hề trao đổi với trương mỹ lan là không đưa scb vào kiểm soát đặc biệt Tại tòa, lại một lần nữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận hành vi và số tiền như bản cáo trạng nêu, mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh khi thực hiện chức năng nhiệm vụ. Bị cáo khai nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn hoàn toàn thụ động. Sau khi nhận tiền, để an toàn cho bản thân và gia đình, bị cáo Nhàn cho biết chấp nhận tạm thời vi phạm pháp luật và để tiền trong góc nhà. Bị cáo này đã liên hệ Văn trả tiền, nhưng Văn không tới lấy. Tiếp đó, hội đồng xét xử hỏi bị cáo nhận tiền mấy lần bị cáo nhàn xác nhận lời khai trước đó là nhận 4 lần, tổng cộng số tiền là 5,2 triệu USD. Chủ tọa phiên tòa cho rằng, nhận tiền 4 lần sao là thụ động? Nếu bị cáo không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, nhưng bị cáo vẫn nhận lần 2, 3, 4. Sau đó, bị cáo nhàn khai đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và mong pháp luật khoan hồng. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhàn cũng đã tự động nộp số tiền 5,2 triệu USD đã nhận. Ngoài ra, bị cáo này trình bày thêm trước tòa rằng nhiều người trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền giống bị cáo, nhưng chỉ mình bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ. Sau đó, hội đồng xét xử phân tích, các bị cáo khác cũng nhận tiền, nhưng bị cáo nhàn nhận số tiền nhiều nhất. Còn viện kiểm sát truy tố đúng hay sai, hội đồng xét xử sẽ xem xét. Quý vị thân mến, trong 86 bị cáo liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Ông Nguyễn Cao Chí, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty Capella, là người duy nhất không phải đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo này đã thành khẩn, thừa nhận hành vi chiếm đoạt của bị cáo Lan 1.000 tỷ đồng. Tiếp tục những thông tin mới từ phiên xét xử ngày 2 tháng 4, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Chí cho biết đã nộp thêm 61 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.